Có điều nếu mà được quay lại cái lúc mà mua xe đấy thì mình chắc là mình sẽ không mua, mà mình sẽ để tiền mình học nhiều thứ hơn, học cái một cái chuyên môn gì đó thì nó tốt hơn cho cái tuổi trẻ của mình. Ơ, của em có bò húc nữa. Bò húc hả? Alo ạ. À, chị ơi, cái đơn 425 của em hình như thiếu bò húc kìa chị ơi. Chết rồi, anh quay lại em rồi nhá. Ừ. Quay đợi một chút nhá, mình quay lại lấy. Nếu hủy được không? Thì có trả lại được tiền không anh? Trời ơi. Ok, hello anh em nhá. Mình sẽ tới 1 đây. Wow. Ngày hôm nay thì mình có cơ hội được trải nghiệm một con Winner X và mới tinh một lần nữa. Chạy có 242 cây số cho anh em ạ. Đấy. Con này là của Sấy Bụi anh em nhá. Thì cũng trải qua bao đắng cay ngọt bùi thì anh ấy cũng sở hữu được con Winner X này. Nó làm mình nhớ đến cái thời gian ngày xưa. Gọi là ngày xưa nhưng mà nó chỉ cách đây tầm 1 năm thôi. Khi mà mình cũng trải qua đắng cay ngọt bùi đấy và cũng kiếm được con Winner X. Cuối cùng mới sờ vào nó. Cái con này của anh ấy thì đen bóng xanh, cũng là ABS. Màu này thì mình thích hơn cái màu của mình luôn. Quá đẹp, còn chưa lắp APK luôn. Và còn chưa có biển số xe luôn anh em nhá. Sống lại những cái cảm xúc để xem là đề nó có giống nước đề ngày xưa không. Wow. Xe mới khá căng lắm anh em ạ. Thì bây giờ thì mình cũng có một cốc xe rồi. Mình có nhận một cốc xe ở kho Tomahawk Hà Nội. Nó được trung quan, để mình qua mình lấy đồ đã. Rồi anh em mình nói sau về con xe này nhá. Tomahawk như trong này. Anh em lấy đơn về Võ Văn Dũng anh ạ. Đây em đây em đây. Đợi thì anh em ạ. Cho anh em nhìn qua cái con xe này. Cái câu chuyện mua xe này thì cũng khá nhiều bạn có chia sẻ với mình, tức là được mình truyền cảm hứng để mua một con xe Winner X. Khi mình đọc ở trên comment ở trên cái video mà 3 tháng 15 ngày mình mua con xe Winner X này. Một bạn đã comment là bạn sẽ cố gắng để mua con Ablade 2020. Không biết là đến thời điểm này là đến mãn hạn rồi, không biết là bạn đã cố gắng mua được con đó chưa. Nhưng rất mong anh em sở hữu được một con xe mình yêu thích. Đấy. Ông anh Grab đi về đâu nhỉ? Võ Văn Dũng anh ơi. Chờ đi. Chỉ cần rồi anh. Phí là bên kia gửi anh. 27k. Anh Hà My ạ. Anh Hà My ạ. Đây của em bao cùng đấy. Được rồi, em cảm ơn nhé. Em ơi. Không nặng lắm. Đơn này mình để sau lưng được. Đi, ok. Câu chuyện chọn xe thì cũng nhiều anh em nói chung là phân vân đấy. Người đứng tuổi thì đi xe ga, còn người trẻ đi xe côn. Nó theo cái giai đoạn thôi mà. Mình nghĩ thế. Mai sau nếu mà anh em có gia đình thì anh em sẽ không cảm thấy thú vị khi mà đi một con xe côn nữa. Còn gia đình thì đi xe ga. Đấy như này này. Tuy nhiên thì trong mắt người trẻ thì sở hữu một con xe nó gọi là một cái gì đó rất là kinh khủng. Kiểu như sống được bao lâu đâu ấy, mình cần có một con xe để mình không phải con Xside chiến nhở. Thôi thì kiểu tính cách của mình mỗi tuổi mới khác ấy, thì cứ trải nghiệm, cứ thích gì chơi đấy thôi. Phải có bài học thì mới có kinh nghiệm được, phải có sai lầm chứ. Chứ bây giờ bảo một thằng 18 tuổi mua một con Lead mà đi, hoặc là mua một con AB thì cũng nghe là cũng hơi khó đúng không. Đấy, 18 tuổi nó phải Xside với lại WinX. Hơn nữa là lên Satria Rider đua các kiểu. Còn nếu mà không có tiền thì đi Way. Đúng không? Kinh thế. Bạn nẹt vô mình gọi, nhưng mà cái vô của con Xside này có kêu đâu. Thế này. Đấy. Con X. Giao hàng ở Võ Văn Dũng số 18.
Chị ơi, em giao chị ít đồ về 18 ngõ 56 Võ Văn Dũng ấy. Ở cái cổng cổng xanh, hình như là cửa nhà xe gửi lên chị ạ. Giao đồ, đồ ăn hay là đồ quần áo thì có mất tiền không? Không mất tiền chị ạ. Em thấy có một bọc này 9 cân, 9 cân chị ạ. Cân á? Để em xem nào, để em xem nó là cái gì. À không phải. Chị cứ thử ra đây xem nào. Hình như là quần áo thì vậy. Dạ. Chị không ở đấy, xong vâng. Có nhân viên em bảo nhân viên chị người ta lấy. Vâng 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 vâng. Thì mình nghĩ cái việc mua xe này cũng là mình nghĩ là tốt thôi. Nó là cái động lực cho anh em chăm chỉ hơn. Cày tiền nhiều hơn. Đó là cái câu chuyện của mình ngày xưa. Vì là mình thích con xe này này, mình muốn mua nó ấy, nên là mình chăm chỉ á. Sáng dậy sớm rồi cảm giác tác phong nó ok hơn ấy. Kỷ luật hơn, ít dùng điện thoại hơn. Ngày dùng có 30 phút điện thoại rồi. Cảm giác nó làm cho mình tốt hơn sau cái giai đoạn là mình cày tiền mua cái con xe đầu tiên của mình. Đó, cái đó là cái quý nhất chứ không phải là cái con xe này đâu anh em ạ. Rồi thì mình cũng biết được khả năng của mình. Ý là khả năng khi mà mình không xin được việc làm, không có một cái gì cả, không có mối quan hệ gì cả, thì mình cũng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đấy. Mình mới tự tin hơn khi mình làm những công việc khác. Ví dụ như anh em mở một cửa hàng gì đó, nếu mà sập thì anh em cũng tự tin là anh em có thể kiếm được dụ 10 triệu, mười mấy triệu một tháng bằng cái sức lao động của mình. Hay mà, rất hay luôn. Có điều nếu mà được quay lại cái lúc mà mua xe đấy thì mình chắc là mình sẽ không mua, mà mình sẽ để tiền mình học nhiều thứ hơn. Mình vẫn sẽ làm YouTube thôi, và mình sẽ mua một con xe gì đó nó bình thường hơn một chút, và mình sẽ để tiền để mình đi học hơn. Học một cái chuyên môn gì đó, học một cái gì đó thì nó tốt hơn cho cái tuổi trẻ của mình về sau. Nổi được một cuốc nữa đây này. Vẫn là siêu tốc thôi, 24.000 thôi. Nhưng mà còn chưa xuống lấy. Chị ơi, có ai xuống lấy cho chị? Chị bảo em cứ vào đấy số 10, em bảo số 10 ngó 56 bên dưới sao? À, số 10 à? Vâng, rồi. Em xin lỗi tại vì em tưởng là số 10, 18. Rồi, em vào đây. Số 10 ấy. Vâng, vâng. Đầu ngõ là 16, thì phải là số 10. Rồi, em biết rồi. Đấy. Ok chị. Mình quên mất một chi tiết ở trong đấy. Tưởng là số 18. Chị ơi, em giao đồ cho một chị có đuôi số điện thoại là 966 ấy. Đồ này không biết là đồ gì nhưng mà không mất tiền ạ. Dạ. Một cái này thôi. Thôi, thế em cảm ơn nhé. Mình qua 22 Trần Quang Diệu lấy đơn nữa. 22 Trần Quang Diệu đây. Anh em lấy đồ về 47 Nguyễn Tuân. Tân đúng không? Đúng không anh? Em gọi cho khách rồi đấy, mình chỉ cần mang qua đây. Ok anh. 26.000. Giày 26.000. Mình cẩn thận nó rơi ngược đó. Ok anh. Ở đây là chuyên đồ nam ấy? Dạ. Ở đây là chuyên đồ nam ấy? Dạ. Hay là chuyên giày? Bên mình vệ sinh, giày và túi sách. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Mình cũng có một đôi ở nhà bết lắm rồi, đang muốn vệ sinh à. Thế là ông này cũng không có cái gì để mà... chưa có cái gắp ga để mà treo đồ đó. Anh ơi, thường vệ sinh một đôi hết bao nhiêu tiền anh? Vệ sinh một đôi tùy vào màu sắc và chất liệu. Như đôi này của anh sẽ hết 80.000. À. Như đôi này của em sẽ hết 100.000. Em đi BT đấy. BT Hunter đúng không? BT Hunter. Có da không ạ? Hunter Chief không phải da đâu. Vải. Vải. Vải xám màu sẽ 100, tối okay. Màu sẽ 80. Thời gian sẽ khoảng 3 đến 5 ngày. Ok anh, em cảm ơn. Cũng rẻ chứ anh em nhỉ? Vệ sinh một đôi giày. Mình cũng muốn vệ sinh cái đôi giày, hai đôi giày của mình. Nó bẩn lắm rồi. Đấy, còn gì một cái nữa, anh em đi xe côn thì lúc nào giày cũng bẩn. Lúc nào giày cũng bẩn nha anh em nhá. Anh em phải hiểu vậy. Cái mũi giày bên trái à, lúc nào nó cũng kiểu như nhớt nhủng các thứ ấy. Giày thì anh em đi không bao giờ được sạch cả. 46 à. Em mà đợi anh cái sảnh nhà bếp bên kia. Anh Nhật phải không? Vâng. Em gửi anh à? Em cảm ơn nhé. Vâng. Đây này cũng còi cho anh em ạ. Đây này có 22.000 thôi.
À 24.000. Rất là còi thôi. Để xem có vị khách nào đi bay không. Đi trò chuyện thì em vui. Lên Nhân Hòa. Nhân Hòa. Chỗ đầu cuối của trọng phụ. Ok anh. Gửi mấy đồng nữa nhé. Em chở suốt đây, chân ngắn là 1,5 m vẫn leo hết. Xe này anh ngồi sau thấy sao? Dốc. Hơi dốc à? Ừ. Dốc về phía em à? Ừ, nhưng mà không dốc lắm. Vâng. Thế chở gái mới thích anh chở? Vâng. Anh đưa em mấy đồng nhỉ? Em lấy 20 nhá. Ừ. Rồi, em gửi anh, em cảm ơn. 20 với quãng đường đi là tầm 1,5 cây số, quá được chứ. Thế thôi, mấy bác truyền thống tàn chém 40-50 thì khó lắm. Thì đó, trong đội mình thì có 5 ông xế chơi với nhau đấy. Ngày trước thì mỗi của mình chạy Queen X cơ, còn 3 ông kia chạy Exciter đấy, thành ra lẻ loi. Thì anh xế bụi này anh thấy mình vậy nên là cũng phải mua thêm con WinX nhỉ? Kiểu nó là đối trọng á. Không có ông nào chơi Satia với lại Rider nhỉ. Nó là một cái tầm khác của anh em ạ. Tức là chẳng cần nói á, mình chẳng cần nói con nào hơn con nào, ví dụ như chả ai so sánh con Rider với con WinX cả. Tại vì ai cũng biết con Rider thắng rồi. Bản thân mình khi mà ngồi trên con Rider ấy, mình cũng thấy là ồ đẳng cấp. Máy của nó chất thế. Xem ra hôm nay cũng hơi ít khách anh em ạ. Hơi ít khách thật. Ô, đây rồi, đây rồi. Mình nói với anh em mà lâu lắm rồi mình mới lấy một cuốc GrabFood đấy. Mình đã tắt lâu lắm rồi. Cái quán trà sữa này mình đã vào một lần rồi anh em ạ. Mình về đi đến đây là mình nhớ rồi. Khóa cổ vào chắc. Ôi thật chết rồi. Cái này đấy, cái chỗ móc cơ, bây giờ giao trà sữa thì cho mình lấy đơn 550 ạ. Kick him and carry on. Cái là gì? Thề nhỉ? Ở đây có chỗ đợi. Vâng. Cảm ơn nhiều nhá. Đấy, bây giờ mới là vấn đề này. Ông này cũng chưa lên đồ gì, chưa lên ghép AK, chưa lên một cái thứ gì có thể treo móc được. Kia ông làm quả chiều luôn. Đỉnh đấy. Nào mình cũng tưởng đây là đường hai chiều ấy. Ngừng nợ. Đây anh em ạ. Nhà anh này thì hơi sâu. Nhà chị gái này hơi sâu. Đây. Anh em đang ở dưới đây anh ơi. Anh xuống lấy đồ em với nhá. 73.000 4 cốc trà sữa. Trời, rẻ thế. Anh ấy trà sữa phải không anh? 4 cốc. Em cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn. Ui, quạt quay ác thế. Ừ, đi nóng quá, quạt quay ác. Em vào đời bằng đại lộ, ăn vào đời bằng lối nhỏ. À, chưa hết ngõ thì anh em mình nhận được một phút này anh em ơi. Chân gà xả ớt. Đây à. Quán phút ở đây anh em ạ. Chị ơi cho em đơn 362 nhá. Quán phút 362. Đúng là sức mạnh của công nghệ anh em ạ. Ở trong ngõ hẻm như này mà vẫn có thể kinh doanh được. Alo. Chị ơi, mình đặt chân gà về Linh Đàm phải không chị? Đúng rồi. Vâng vâng, đến đây em gọi cho chị sau nhá, em đang ở cửa hàng đây rồi. Ok ok. Mấy mẹ 4 giờ đã ăn vặt rồi. Sướng đời. Ôi. Mình lại thêm một đơn nữa đây này. Bắt được 2 đơn, à nó cũng cùng chiều anh em ạ. Cùng chiều, cùng chiều.
đơn này là 425 nữa này. Được. Của em có đơn 425 đấy chị nhá. Của em hết đấy, hai đơn của em ấy. Alo. Ờ, bạn ơi mình gọi chân gà về Kim Giang phải không nhỉ? Đúng rồi ạ. Ờ vâng. Đến nơi lát nữa mình gọi cho chắc. Dạ vâng. Mình đang gửi hàng rồi. Em ở số nhà 4 trong ngõ 212 nhé. Ok ok ok, mình biết rồi. Đấy, nói chung là cũng được đấy anh em nhá. Ờ, một công đôi việc. Hai đơn luôn hả chị? Chụp mã nào trước đây ạ? Ờ, chụp mã 362 trước. Ok, cảm ơn. Đây, 425 đây, là đi Kim Giang trước. Còn bên này là Linh Đàm. Úi giời, mỏng manh dễ vỡ thế nhỉ. Sau phát này bảo ông về lắp ngay đấy. Ra bà gà. Đơm thật, không có cái gì chèo. Được cái là còn có cái này đấy không ạ? Cái điện thoại của tôi này, 30k thôi nhưng mà vậy. Kinh khủng, nó gọi là kẻ điện thoại kinh điển. Đỡ được bao nhiêu việc. À, mình đang ở dưới này, cái nhà cửa màu vàng ấy. Ok. Tôi đã đến nơi. Tôi đã giao hàng. Xác không mẹ nó nhỉ. Đấy chân gà đúng không nhỉ? Đây, mình gửi này, bạn thanh toán qua thẻ rồi nhá. Vâng. Mình cảm ơn. Ơ của em có bò húc nữa. Bò húc kìa? Vâng. Hay là đây bên này nhỉ? Ờ để mình xem lại nào. Ừ nhỉ, có bò húc không? Bên này có bò húc không biết. Bên này không có bò húc luôn. Ô vậy chiếu à? Hỏng rồi. Quên là không kiểm tra lại. Gọi về nhà hàng. Đúng rồi, rút xương rồi. Đúng rồi, rút xương rồi đấy, 425. Để mình gọi lại cửa hàng một chút nhé. Bạn thử kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì nữa không, mình hỏi luôn một tiếng. Chị, em chỉ gọi cái 10 chân với cả... Chào con An Hình, alo ạ. Chị ơi, cái đơn 425 của em hình như thiếu bò húc kìa chị ơi. Chết rồi, anh quay lại em rồi nhá. Quay đợi một chút nhá, mình quay lại lấy. Nếu hủy được không, có trả lại được không, anh đỡ phải quay lại. Hủy luôn ạ? Vâng. Cái đơn này bao nhiêu tiền nhỉ? Đơn này là 128.000 hả? Vâng. Được giảm còn 94.000 à? Mình vừa kết thúc chuyến đơn chuyến hàng rồi. Bạn lại không muốn ăn nữa hả? Không, em chỉ sợ anh quay lại ấy thôi. Để anh quay lại cho em được. Thôi để mình quay lại nhá, không sao. Anh quay lại giúp em ấy. Thế okay. Thì anh cứ bỏ vào cái giỏ kia đấy, không phải gọi em. Ok ok. Em cảm ơn nhé. Có ngày này ngày kia chứ. Trời ơi. Bất cẩn quá anh em ạ, không kiểm tra kỹ hàng. Quá bất cẩn. À, đâu ai ngờ hai cái món vậy mà họ cũng quên được. Quay lại lấy lon vào hút cho nó nhớ. Mai sau rồi trước khi lấy hàng là phải kiểm tra. Đây là đơn giáp, bình thường đã lâu lắm rồi. Một đơn đấy bà ấy làm lâu lắm rồi. Mà đơn giáp nữa nên là nó cực kỳ lâu mà nó còn bị có vấn đề ấy. Cho nên là có khi bà kia đặt một tiếng đồng hồ đến nơi. Chị ơi em lấy bò hút. 4 món, 1, 2, 3, 4, đủ à? Cho em cái túi đi chị. Thế giới này vận hành theo các cách đơn vị ra xuống. Xấu má nó. Những lúc thế này chỉ cần nụ một nụ cười. Oh. Để vào cái giỏ kia anh em ạ. Bạn hãy bảo để vào cái giỏ này. Nhanh, có bà kia ấy gạo lên chết. Chị ơi em ra chân gà chị ấy. Mình ở sảnh nào chị nhỉ? C2 vâng. Phía trong à? Vâng. Em đang ở dưới đó, chị xuống lấy đồ em vậy nhá. Vâng. Mình nghĩ là cái tuổi thọ của một con tay côn ấy nó chỉ tầm 3 năm thôi. Và nó vẫn còn ngon. 2 đến 3 năm thì vẫn còn ngon nha anh em nhá. Còn đến năm thứ 4 thì chắc là nó nát.
anh em mà muốn bền mà kinh tế thì cứ mua ví dụ SH hoặc là xe số ngon. Ngày hôm nay thì mình chạy được có bằng này thôi. Ngày hôm nay thì mình chạy 2 tiếng đồng hồ thì được 113.000 trong ứng dụng. Là vì do hôm nay mình chạy phút cộng với lại cái đơn kia có trục trặc vấn đề ấy. Thôi nên được có vậy thôi. Gọi là đủ tiền xăng. Lát nữa mình đi đổ xăng cho anh ấy là cũng vừa khít là hết đấy. Đây à. Hai mẹ con xuống lấy à. Chết chết gà chị. Vâng. Nãy em quên đồ của chị nên là em quay lại em lấy quay thành ra nó lâu quá. Vâng, em cảm ơn nhé. Cái cảnh tắc đường anh em ạ. Về tới đây mới ngon. Không ạ. Thôi ạ, cháu không đi đâu. Bao việc. Đây, đây là con xe của mình đây. Dày dã rồi, chạy một năm mà dày dã kinh khủng. Hôm nay ở nhà chơi à? Sướng nhỉ. À, muốn hỏi anh câu là cảm xúc của anh khi anh mua được con xe như nào? Sướng. Đã lắm anh em ạ. Đấy, ông nào xem được cái clip này thì cố gắng lên một cái kế hoạch cho mình để mua cái con xe mình yêu thích nhá. Xe cũng được, winner cũng được, các bạn rider càng tốt. Thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình thì nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Quên đấy, anh em nhớ ghé sang kênh của Xí Bụi đăng ký kênh giúp anh nhá. Giúp anh em 10.000 sub cái. Nhá. Không cảm ơn à? Nói lại đi.